Ayo, nếu bạn mà muốn mua robot giá rẻ uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây là shop bán robot uy tín luôn. Bên cạnh đó thì shop còn những trải nghiệm như là bán hạt Roblox các loại tùy theo các loại game mà các bạn muốn nè, hoặc là game pass và cài thuê luôn. Ở shop Robux thì còn có nhiều game hấp dẫn khác như là vòng quay may mắn nè, lật thẻ vui vẻ. Cơ hội các bạn có thể nhận được nhiều Robux hơn nếu mà các bạn gặp may mắn. Hello mọi người, mình là Mai Phương đây, và ngày hôm qua mình có up cái video này nè. Và nếu như bạn nào mà nhập code chỉ nhận được cái tóc vàng thì đúng là căn bản các bạn chỉ nhận được cái tóc vàng thôi. Cái thời điểm mà cái code này mới ra thì các bạn sẽ nhập được cả hai tóc là tóc vàng và tóc cầu vồng. Nhưng mà sau đó vài tiếng thì game đã fix lại là chỉ còn nhận được cái tóc màu vàng thôi. Trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay thì chúng ta có một cái vật phẩm khá là xịn sò luôn. Đó chính là một cái nón hình con koala, gấu túi. Vật phẩm này nó mở miễn phí từ ngày 16 tới ngày 22 tháng 9. Là nó sẽ up sale, không còn lấy được miễn phí, nên là các bạn hãy tranh thủ trong mấy ngày này và lấy sớm nhất có thể nha. Link của vật phẩm thì mình sẽ để ở phần mô tả video để các bạn tiện lấy. Rồi, xin nhắc lại là còn chỉ có vài ngày để các bạn lấy được vật phẩm này miễn phí thôi. Bây giờ mình sẽ đến với phần avatar review cho mọi người xem cái con gấu koala đó sẽ như thế nào nha. Lúc đầu khi mà mình nhìn cái hình thì mình cứ tưởng đâu là nó sẽ là một cái con bé trên vai. Nhưng không, cái này là cái dạng nón. Đây, cái tai của nó sẽ che luôn hai cái mắt của mình. Khá là tròn. Nhưng nói chung là vật phẩm này khá là xịn sò luôn, cho nên là các bạn hãy lấy nó nhé. Ok, và video của mình đến đây được rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.